Xin chào tất cả các em, và chúng ta tiếp tục video về kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020. Và video này chúng ta tiếp tục tìm hiểu mã ngành, các ngành học, tên ngành học của ngành học thuộc khối C. Và chúng ta bắt đầu video. Chúng ta tiếp tục với phần khối C. Khối C thi các môn văn, lịch sử, địa lý, gồm có các ngành học sau đây. Cụ thể có 19 ngành học cơ bản mà chúng ta thường xuyên nhiều em học sinh lựa chọn. Ngành thứ nhất, tâm lý học. Ngành thứ hai, khoa học quản lý. 3, xã hội học. 4, triết học. 5, chính trị học. 6, công tác xã hội. 7, văn học. 8, ngôn ngữ học. 9, lịch sử. 10, báo chí. 11, thông tin học. 12, lưu trữ học. Mười ba, Đông phương học. 14, quốc tế học. 15, quản trị dịch vụ du lịch lữ hành. 16, Hán Nôm. 17, nhân học. 18, Việt Nam học. Và 19, quan hệ công chúng. Đó là toàn bộ những ngành mà liên quan đến khối C mà thường được học sinh đăng ký nhiều nhất. Nhưng dưới đây thầy liệt kê một số cái ngành được gọi là đình đám nhất mà các em học sinh trong những năm gần đây thường xuyên đăng ký dự thi vào các ngành này. Ngành thứ nhất đó là ngành báo chí tuyên truyền. Thứ hai, ngành quản lý nhà nước. Thứ ba, triết học. Thứ bốn, khoa học lịch sử. Thứ năm, văn hóa du lịch. Và thứ sáu, sư phạm tiểu học. Đây là một trong những ngành mà gần đây học sinh thi khối C thường đăng ký vào nhiều nhất. Chúng ta chuyển sang khối D1. Khối D1 gồm thi các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh, gồm có các nhóm ngành. Thứ nhất, nhóm ngành về kinh tế gồm có 1. Kiểm toán. 2. Tài chính ngân hàng. 3. Kế toán. 4. Tài chính ngân hàng. 5. Quản trị kinh doanh. 6. Quản trị kinh tế quốc tế. 7. Bảo hiểm. 8. Kinh tế. 9. Luật. Nhóm ngành thuộc khối công an quân đội có thi khối D, đó là kỹ thuật hình sự, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trinh sát cảnh sát, quản lý hành chính về trật tự xã hội, điều tra trinh sát, điều tra hình sự và trinh sát an ninh. Khối D là khối có nhiều ngành nhất, nó gồm có 124 ngành phổ thông nhất mà chúng ta thường dự thi. Các ngành khối D thuộc lĩnh vực xã hội gồm có công tác xã hội, Việt Nam học, quản lý văn hóa, xã hội học, văn học, lịch sử, văn hóa học, địa lý học, báo chí, quốc tế học, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Đức, Đông Nam Á học, ngôn ngữ Italia, ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học. Các ngành của khối D có liên quan đến sư phạm thì gồm có sư phạm tiếng Anh, giáo dục tiểu học, sư phạm tin học, sư phạm âm nhạc, sư phạm ngữ văn, tin học ứng dụng, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, giáo dục công dân, sư phạm mỹ thuật, giáo dục mầm non. Các ngành liên quan đến ngôn ngữ học gồm có một ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Đức, Đông Nam Á học, ngôn ngữ Italia, ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Tây Ban Nha, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học, ngôn ngữ Nga và ngôn ngữ Nhật. Các ngành khối D có liên quan đến lĩnh vực văn phòng công nghệ thông tin gồm có các ngành học sau: môn khoa học thư viện, quản trị văn phòng, công nghệ thông tin, công nghệ thiết bị trường học, lưu trữ học, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, hệ thống thông tin quản lý, kỹ thuật phần mềm, quản trị nhân lực, khoa học máy tính, thư ký văn phòng, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, địa lý học, tiếng Pháp, công nghệ may, quản lý xây dựng và tiếng Hàn Quốc. Đây là hình ảnh của Học viện Tài chính.
Các ngành khối liên quan đến khối D khác cũng có các ngành học sau đây: công nghệ thực phẩm, công nghệ kỹ thuật xây dựng, truyền thông và mạng máy tính, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, thiết kế nội thất, marketing, công nghệ kỹ thuật điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, quản lý công nghiệp, kinh doanh và xuất bản, khuyến nông, chăn nuôi. Các ngành khác gồm có các ngành chăn nuôi, công nghệ dệt, sợi, khoa học cây trồng, lâm nghiệp, dịch vụ thú y, quản lý đất đai, phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên rừng, công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật máy tính, truyền thông đa phương tiện, triết học. Chúng ta nhìn thấy đây trước là hình ảnh phía trước của Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Các ngành tiếp theo thuộc về khối D gồm có kỹ thuật cơ khí, công nghệ hàn, quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân, tham mưu chỉ vũ trang bảo vệ an ninh, thống kê, luật kinh tế, khí tượng học, thủy văn, quản lý tài nguyên môi trường và kỹ thuật địa chất. Kỹ thuật cơ khí, tâm lý học, chính trị học, địa lý học và thông tin học. Đó là các ngành liên quan đến khối D. Như vậy thầy vừa hướng dẫn với các em 33 ngành thuộc khối A00 thi toán lý hóa, 102 ngành thuộc khối A01 thi toán vật lý tiếng Anh, 57 ngành thuộc khối B thi toán hóa sinh, 19 ngành thuộc khối C thi văn sử địa và 124 ngành thuộc khối D01 thi toán văn tiếng Anh. Bây giờ câu hỏi của chúng ta đó là nghề chọn người hay người chọn nghề? Việc này rất là khó. Có những người may mắn lần đầu tiên có thể chọn được đúng nghề mình yêu thích ngay và gắn bó với nó suốt cả đời. Nhưng có người cũng phải trải qua rất nhiều nghề khác nhau mà cho đến cuối đời vẫn chưa tìm ra được một nghề mà thực sự mình cảm thấy phù hợp với bản thân. Thì muốn chọn được nghề tốt, chúng ta phải có đầy đủ thông tin và các con cần phải nghiên cứu kỹ khả năng của bản thân, những thông tin biết được để chọn nghề cho nó tốt. Tùy theo đam mê, nguyện vọng cũng như cơ hội và khả năng gắn bó với công việc sau này mà bạn nên cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn khi chọn ngành, chọn trường, chọn khối thi. Điều đặc biệt lưu ý là bạn cần phải chú tâm vào học tập, suy nghĩ tích cực về khả năng của bản thân thì mới có thể tiếp cận dễ dàng và thuận lợi hơn với công việc mình yêu thích. Chúc các bạn có lựa chọn cho mình một ngành học thật phù hợp và có một kỳ thi thật thành công. Về phần khối thi, ngành học, nếu có bất cứ điều gì mà chúng ta thắc mắc hoặc có những câu hỏi như ngành học này ngày mai sẽ ra trường làm gì, rồi thì điều kiện để mà học như thế nào, khả năng của bản thân ra làm sao thì phù hợp, chúng ta có thể trực tiếp nhắn tin cho thầy qua Facebook hoặc là email cho thầy. Thầy sẽ trả lời cho chúng ta đầy đủ. Và ở video tiếp theo chúng ta tìm hiểu các ngành học như vậy thì thuộc các trường đại học nào. Và video này sẽ dừng tại đây. Và chúc các con tiếp tục ôn luyện cho thật tốt, hướng tới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học thật đạt kết quả thật tốt. Xin chào.